Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện ngắn rất hay có tên Nợ Em Một Đời Bình An của tác giả Lưu Hia. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé! Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng ngày hôm sau, tôi đi xuống dưới nhà thì thấy bố đang làm đồ ăn sáng cho chúng tôi ở trong bếp với món cơm rang thập cẩm. Sang xong thì bố có lấy ra đưa cho tôi một bát. Ăn đi con, không biết là khẩu vị của con có còn giống trước không. Nhưng bố nhớ ngày trước, món con thích ăn nhất là cơm rang do bố làm. Vâng, khẩu vị của con vẫn giống trước bố ạ. Con nhớ lúc đó cơm chỉ có mắm muối mỡ mì chính mà thôi, chứ không có nhiều đồ rang cùng như bây giờ. Con ăn thử đi, tay nghề của bố khá hơn trước rất nhiều rồi đấy. Vâng ạ. Tôi lấy thìa xúc một miếng bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nhìn bố gật gật đầu mà nói. Ngon lắm bố ạ. Ừ, ngon thì ăn nhiều vào nha. Vâng ạ, nay bố có phải đi làm không ạ? Có, bố chuẩn bị đi bây giờ đây. Có cần con chở bố qua đó không? Không cần đâu, bố có mượn xe đạp của mẹ con để đi rồi. À vâng. Ăn sáng xong là tôi ngồi nghỉ một lúc rồi mới đứng lên đi ra ngoài lấy xe máy rời đi. Đến công ty tôi ngồi làm việc được 15 phút thì Đình Nam mới đến. Khi ấy anh ta đang bận nghe điện thoại nên cũng không ngó ngàng gì đến tôi cả. Làm việc đến gần giờ nghỉ trưa thì tôi nghe có tiếng bước chân của ai đó về phía mình. Liền ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một cô gái với bộ vest màu hồng cùng mái tóc búi ở phía sau nhìn rất thanh lịch. Khuôn mặt thì thanh tú, đường nét hài hòa nhìn rất có cảm tình. Tôi đứng dậy khẽ cúi đầu chào cô gái ấy rồi hỏi. Xin chào, cô đến tìm sếp Nam đúng không ạ? Đúng rồi, anh ấy có ở trong phòng làm việc không vậy? Dạ có. Lời tôi vừa dứt thì cánh cửa phòng Đình Nam được mở ra. Anh ta xuất hiện ngay sau đó, cùng ánh nhìn hướng thẳng về phía tôi mà nói. Này cô kia, trưa nay ăn gì đấy, cho tôi ăn ké được không? Nói xong câu này, Đình Nam không cần tôi nhắc thì cũng nhìn ra ở đây, ngoài hai đứa tôi ra thì còn có thêm một người khác nữa. Ủa, em qua đây làm gì vậy? Cô gái xinh đẹp kia bước đến đứng gần trước mặt Đình Nam hơn. Cô ấy giơ túi đồ nhỏ đang cầm trong tay lên mà nói. Em mang bữa trưa cho anh nè, ở đây toàn là món em tự nấu đó. Tuy không được ngon như ngoài hàng, nhưng em đã cố gắng hết sức rồi. Mình ăn cùng nhau nha anh. Đình Nam liếc nhìn qua tôi một cái, thấy tôi có vẻ sửng sưng không để ý lắm thì liền gật đầu với cô gái kia. Được thôi, đưa mắt xuống nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay. Anh còn 7 phút nữa, mới hết giờ làm việc, em chờ được chứ? Dạ được ạ, vậy thì vào trong đi, em uống gì để anh kêu nhân viên làm cho? Em muốn uống nước cam ép ạ? Ừ, anh biết rồi, em vào phòng ngồi đi, để anh bảo nhân viên. Vâng ạ. Không cần hỏi cũng biết cái người nhân viên được anh ta nhắc đến ở đây là ai rồi đó. Đi mua đi, ở đó mà nhìn tôi à? Đối diện đây có quán bán nước ép đấy, mua thêm cho tôi một nước ép dưa hấu nữa. Có phải anh cố tình kiếm việc cho tôi làm đúng không? Ở đấy thì sao? Ở đây ai có quyền thì người đó có tiếng nói. Được thôi, đi thì đi. Chả hiểu sao nhưng tôi có cảm giác một ngày cái tên Đình Nam này không kiếm việc để chọc điên tôi thì anh ta không chịu được thì phải. Đang đói sắp lả cả ra đây mà còn bắt đi mua nước ép cam nữa, đúng là biết cách hành hạ con người ta đây mà. Một lúc lâu sau, tôi trở về với hai cốc nước ép theo đúng yêu cầu của Đình Nam. Chưa gì đã thấy anh ta đứng ở ngoài chờ sẵn rồi. Cô ngủ quên ở quán nhà người ta hay sao mà giờ mới về? Ờ, đông khách quá nên phải chờ. Tôi đưa hai cốc nước ép đang cầm trong tay cho anh ta rồi bảo. Của anh đây.
Đình Nam lấy ra cốc nước ép dưa hấu đưa lại cho tôi. Uống một mình đi, cô vẫn thích nước ép dưa hấu mà. Tiền mua nước ép tôi để trên bàn rồi đó. Tôi nhìn Đình Nam bất ngờ, định nói điều gì đó thì anh ta đã xoay người đi vào trong mất rồi. Tôi hết nhìn về phía cánh cửa trước mặt, lại nhìn xuống cốc nước ép dưa hấu trong tay mình. Thật không nghĩ là trong đầu anh ta vẫn còn nhớ món đồ uống mà tôi yêu thích. Chiều hôm đó sau khi cô gái kia đã ra về, tôi có hỏi Đình Nam xem đấy là ai, thì biết được cô gái xinh đẹp ấy tên là Hoài Thương, đối tượng mà anh ta đi xem mắt lần trước. Cô gái này thì bằng tuổi với tôi, mới đi du học ở nước ngoài về. Bố Hoài Thương thì đang nắm giữ cổ phần trong công ty nhà Đình Nam. Ngoài ra, bố mẹ cô ấy còn kinh doanh về một số dịch vụ spa làm đẹp khác nữa. Nói chung là cả hai bên gia đình đều rất môn đăng hộ đối, nên nếu có đi đến kết hôn thì không có gì để bàn cãi cả. Tôi nghe Đình Nam kể xong thì cười nhạt một cái, cảm thấy những gì mình thắc mắc về cô gái ấy đã được giải đáp, liền chủ động chuyển qua chủ đề khác. Anh có đang nghi ngờ ai làm ra những chuyện hại tôi chưa? Hiện tại là chưa, chắc có lẽ phải chờ thêm thời gian nữa để xem thế nào đã. Liệu chúng ta có nên tạo tình huống giả giống năm xưa để đối phương tự sa lưới không? Ý cô là sao? Kiểu như giả vờ tung tin tôi có bầu ấy. Tôi vừa nói ra một ý tưởng cực kỳ hay như thế, vậy mà lại bị Đình Nam thẳng tay cốc cho một cái vào đầu. Tôi đưa tay lên xoa xoa chỗ bị anh ta cốc, mặt thì nhăn nhó nhìn đối phương. Đau, sao anh cứ thích cốc đầu người khác thế nhỉ? Lỡ tôi bị ngu đi thì sao? Đình Nam mỉm cười, một cái cười mỉm rất nhỏ thoáng qua đôi ba giây, rồi lại nhanh chóng trở về vẻ không cảm xúc. Thì kệ cô. Thiết nghĩ anh ta mà là em trai tôi, thì tôi cốc cho to đầu anh ta rồi. Người gì toàn cậy có quyền để ức hiếp người khác thôi. Vậy thì anh nói đi, anh có chủ ý gì hay hơn không? Chờ đợi. Có cụ thể hơn được không? Đợi thêm một thời gian nữa, nếu không có ai pha đám chuyện tôi quen Hoài Thương, thì khả năng cao người làm ra chuyện hại cô là vì ghét cô, chứ không phải vì thích tôi. Lỡ có nhiều người không thích việc anh quen cô gái đó thì sao? Làm sao có thể đánh đồng hai chuyện đó là một được? Yên tâm đi, tôi tự tính toán được điều đó. Đình Nam nói khá là úp mở. Có lẽ anh ta cũng đã lên được một vài cái tên tình nghi trong đầu của mình rồi. Mong sao mọi chuyện có thể kết thúc sớm, để cuộc sống của tôi sớm trở về là một con bé chuyên bán hàng online mà thôi. Vậy thì mọi chuyện cứ theo ý của anh đi. Trở về chỗ làm việc, tôi lại tiếp tục với những công việc của cô thư ký. Tan làm thì tôi ghé qua một shop bán đồ nam để mua cho bố mấy bộ quần áo mới. Chứ nhìn mấy cái bộ đồ bố tôi mặc qua nay đều đã cũ với bạc màu hết rồi. Mang theo túi đồ vừa mua trở về nhà. Do bố phải làm đến 10 giờ đêm mới tan ca, nên tôi mang túi đồ để gọn vào một góc, đợi bố về rồi đưa sau. Tối đó bố tôi trở về nhà cũng là gần 11 giờ đêm. Cùng một bên gò má bị sưng thâm đỏ. Tôi thấy vậy thì hốt hoảng chạy đến, lo lắng hỏi bố. Bố, má của bố bị sao vậy? Sao lại sưng lên thế kia? Bố nhìn tôi ái ngại, đưa mắt nhìn quanh xem còn ai ở dưới nhà nữa không. Sau khi chắc chắn được chỉ có mình tôi ở dưới tầng 1, liền mỉm cười trấn an. Bố không sao đâu, con đừng lo. Tôi đỡ bố ngồi xuống ghế, lồng ngực phập phồng lo lắng cùng chút bực mình. Khi bố lảng tránh trả lời câu hỏi của tôi. Bố nói đi, bố bị ai đánh phải không? Thì cũng không hẳn bị đánh, chỉ là tình huống ngoài ý muốn mà thôi. Vâng, bố nói đi, con đang nghe đây. Hồi nãy ở nhà hàng, có nhóm thanh niên uống say, rượu vào lời ra, nên không kiểm soát được mà quay ra đánh nhau. Bố vào can thì không may bị người ta đấm cho một quả vào mặt. Thế ngoài bị đấm ở mặt, bố có bị thương ở đâu nữa không? Không con ạ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía vết sưng ở má của bố mà đau lòng. Bố à, bố có tuổi rồi đấy, làm gì cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình. Bố nghĩ gì mà, bản thân đã có tuổi rồi, lại đi vào khuyên can mấy cái thằng thanh niên say rượu đánh nhau, rồi lỡ có chuyện gì bất chắc xảy ra thì sao? Bố biết rồi, lần sau bố sẽ chú ý hơn.
Nhìn bố lúc này kiểu tội tội, tôi không nói về việc này nữa. Thay vào đó là câu hỏi. Bố có đói không? Không, bố ăn ở chỗ làm rồi nên không đói. Bố ăn lúc mấy giờ? Lúc hơn 5 giờ con ạ. Vì giờ đó không có khách nên thường thì sẽ ăn vào lúc đó. Bố có muốn ăn mì tôm cùng con không? Hồi tối con ăn hơi ít nên giờ thấy đói. Sẵn tiện con luộc quả trứng cho bố lăn mặt luôn. Ừ, vậy cũng được. Mẹ con với Khôi đi ngủ rồi chứ? Vâng, chỉ có con còn thức để đợi bố về mở cửa cho bố mà thôi. Do hồi sáng, mẹ tôi quên không có đưa chìa khóa nhà cho bố với một phần. Tôi cũng muốn đưa túi đồ của mình mới mua cho ông ấy, nên thành ra bản thân chủ động ngồi đợi bố ở dưới này luôn. Tôi giục bố lên phòng thay đồ lau người đi, còn bản thân mình sẽ đi vào bếp pha mì tôm với luộc trứng cho bố lăn mặt. 15 phút sau, ngồi trên bàn ăn với hai bát mì tôm đang nghi ngút khói. Bên trong thì có trứng với ít thịt lợn được tôi bỏ vào pha cùng ăn cho ngon. Tôi bảo với bố, ăn thôi bố, con đói lắm rồi. Ngồi ăn mì tôm ở cái giờ gần nửa đêm này, tôi lại vô thức nhớ đến mình của những năm tháng sinh viên. Có hôm ăn mỗi cái bánh mì từ sáng rồi lên trường đi học. Học xong thì ghé chỗ làm thêm luôn, đến tối muộn mới về. Nên thành ra cả ngày, ngoài cái bánh mì lót dạ từ sáng là chưa ăn gì cả. Về tới nhà là lấy vội nồi ra đun nước để pha mì tôm. Nghĩ lại thì thấy đúng là toàn là kỷ niệm khó quên mà thôi. Bố tôi rõ là nói không đói, nhưng lại ăn hết sạch luôn bát mì tôi pha cho. Ăn xong còn vui vẻ nhìn tôi nói, mì con pha ngon quá. Tôi đứng lên đi lấy quả trứng còn để trong nồi mang lại cho bố. Bố lăn cái này lên chỗ má bị sưng đi, nó giúp giảm sưng hiệu quả lắm đấy ạ. Ừ, bố biết rồi. Trong lúc bố ngồi lăn trứng trên má thì tôi đi rửa bát, dọn lại khu bếp mình vừa bày ra. Sau đó thì đi lấy túi đồ quần áo đưa cho bố. Gì thế con? Con thấy quần áo của bố cũ hết rồi nên có mua ít đồ mới cho bố. Bố đừng ngại gì cả mà cứ nhận đi. Bàn tay đang lăn quả trứng trên má của bố tôi dừng lại. Bố đặt quả trứng xuống bàn rồi dùng hai tay lấy ít đồ ở trong túi ra, ngắm nhìn từng bộ đồ một cách thích thú, cùng ánh mắt nhìn tôi để cảm kích. Cảm ơn con nhé, đồ đẹp lắm. Dạ, bố thích là con vui rồi. Thích, bố thích lắm. Đồ của con gái bố mua cho bố thích lắm luôn. Vâng, bố xem còn thiếu đồ dùng cá nhân nào không thì bảo con để con mua cho bố. Không, bố không thiếu gì cả đâu. Như thế này là quá đủ rồi. Cảm ơn con. Cảm ơn con nhiều lắm. Thấy bố cứ cảm ơn liên tục là tôi hiểu bố chắc mừng với thích món quà này lắm. Hai bố con tôi ở dưới nhà thêm một lúc rồi cũng đứng lên trở về phòng đi ngủ. Chứ giờ này cũng muộn lắm rồi đấy. Ngày hôm sau vừa đến công ty thì tôi nhận được cuộc gọi của Đình Nam. Anh ta bảo bản thân đang ở viện với bé Mina do con bé bị ốm, nên chắc sáng nay không qua công ty được. Dặn tôi mang laptop ở trong phòng làm việc qua để anh ta làm việc. Thế là vừa ngồi xuống ghế chưa kịp ấm chỗ thì tôi đã phải đứng lên cầm laptop qua cho Đình Nam. Đi xe máy gần 20 phút thì tôi cũng đến được bệnh viện. Gửi xe xong là bắt đầu tìm đường đi lên phòng bệnh của bé Mina. Lên đến nơi, nhìn thấy đúng số phòng thì tôi đưa tay lên cầm tay nắm cửa mà đẩy vào. Chào đón tôi lúc này là dáng người quen thuộc của chị Thúy. Chị ạ? Ừ, em cầm laptop qua cho Đình Nam hả? Vâng ạ, đưa chị cầm cho. Chị Thúy nhận lấy đồ từ tay tôi, rồi nhẹ nhàng đặt nó trên chiếc bàn gần đó. Tiếp theo là kéo tôi đi ra ngoài. Đình Nam với Mina đang ngủ, có gì chị em mình ra đây nói chuyện nha. Dạ, em cũng chuẩn bị về lại công ty rồi đây ạ. Mà bé Mina nhà mình ốm sao thế chị? Mina bị ốm từ sáng qua, đến đêm thì sốt cao với lên cơn co giật phải đưa đi cấp cứu. Cũng may có Đình Nam ở bên phụ giúp, anh ấy cả đêm rồi không có ngủ. Hồi nãy nghe chị dục nhiều quá thì mới chịu nằm xuống bên cạnh Mina chợp mắt một lúc. Vâng, mong là bé Mina nhà mình mau khỏe lại. Ừ, lâu rồi con bé chưa có sốt cao như tối qua. Chị đúng là sơ ý quá mà. Thấy chị Thúy đang tự trách mình nên tôi nhẹ nhàng đưa tay mình ra nắm lấy tay chị ấy. Chị đừng nói thế. Em tin là đối với Mina thì chị luôn là bà mẹ tuyệt vời nhất, và cũng sẽ không ai yêu Mina hơn chị đâu.
chị biết rồi, cảm ơn em. Tôi ngồi lại với chị Thúy thêm một lúc nữa rồi mới ra về. Trên đường trở lại công ty thì trong đầu cứ nhớ đến hình ảnh hồi nãy, lúc bước vào phòng bệnh bé Mina. Cái hình ảnh mà Đình Nam nằm ôm bé Mina ngủ, khiến tôi vô thức nhớ đến đứa con năm xưa của mình. Giá mà năm đó tôi không bị mất con, thì có phải hình ảnh người bố ôm con ngày hôm nay tôi thấy được sẽ có thể là anh và con của chúng tôi chăng? Một người đàn ông không ngần ngại thức đêm chăm lo cho con gái nuôi của mình như thế, thì đủ để hiểu anh là một ông bố tuyệt vời như thế nào. Tiếc là con tôi lại chưa từng có cơ hội cảm nhận được điều tuyệt vời đó. Những ngày sau đó, mọi thứ đều diễn ra bình thường yên ả, đến rất đỗi bình yên. Đều đặn mỗi sáng bố tôi sẽ là người thức dậy sớm nhất để chuẩn bị đồ ăn sáng cho ba mẹ con tôi, sau đó mới đi làm. Tối thì bố sẽ về nhà lúc tầm 10 rưỡi hoặc 11 giờ, tùy thuộc xem khách ngày hôm đó ở nhà hàng về hết chưa. Tôi cũng có bảo bố chuyển qua làm ở chỗ khác để được về sớm hơn, thì bố lắc đầu từ chối. Bố bảo làm ở đây được ăn, với lại thi thoảng dắt xe hộ khách còn được họ cho tiền nữa. Đấy, niềm vui trong công việc của bố tôi chỉ có thế, nên là tôi chỉ biết dặn bố cẩn thận hơn. Đừng có thấy người ta đánh nhau mà nhảy vào can ngăn như hôm trước là được. Nay chủ nhật cuối tuần nên tôi không phải đi làm. Tối qua vừa livestream bán cả kiện hàng áo phông, nên sáng nay phải ngồi gọi điện lại xin thông tin nhận hàng của khách. Từ đợt thuê thêm bé nhân viên làm theo giờ, tôi cũng nhàn nhã hơn trước đây. Ngày nào có hàng là gọi bé qua làm giúp cùng với mẹ tôi nữa. Bận bịu cả sáng nên không có thời gian nấu cơm. Thế là tôi mạnh dạn gọi 4 suất nem nướng Nha Trang ở hàng đầu ngõ về ăn. Tuy các thành phần món của món này nhìn qua khá đơn giản, với thịt lụi, rau sống, dưa chuột, cà rốt, rau thơm, bánh tráng chiên giòn và tương chấm. Nhưng mà khi được gói lại vào nhau chấm thật đậm đà với nước chấm, thì đúng là ối giời ơi, ngon nhất cái nách nhà bà con ơi. Ăn một lần là đảm bảo nghiện luôn đấy. Ăn trưa xong thì bé nhân viên báo có việc phải về. Mẹ với Khôi thì lên phòng nghỉ trưa, còn tôi thì ngồi kiểm lại hàng để lát shipper qua lấy. Tầm 1:30 chiều, tôi nghe có tiếng xe ở ngoài cổng, nên hướng mắt nhìn ra thì thấy bố đi làm về. Ca làm việc của bố là từ sáng đến 2 giờ chiều rồi về nghỉ trưa. Sau đó sẽ làm lại vào 5 giờ chiều cho đến 10 giờ tối, hoặc là đến lúc hết khách. Nay về sớm thế bố? Ừ, nay ít khách nên bố về sớm, con vẫn đang làm hàng hả? Vâng ạ, có cần bố giúp gì không? Bố cũng đang rảnh này. Dạ thôi, bố cứ lên nhà nghỉ đi, con tự làm được. Bố tôi đi về hướng cầu thang, vừa bước lên đó được một bậc liền quay lại hỏi tôi. Bố định lên gội đầu, con cho bố mượn máy sấy tóc nha. Vâng, bố cứ qua phòng con mà lấy, con để ở cái kệ để đồ gần tủ quần áo đấy ạ. Ừ, bố lên phòng đây, con làm việc tiếp đi nha. Vâng ạ. Một lát sau, em trai tôi từ trên nhà đi xuống, thấy bảo qua nhà bạn học nhóm nên tôi cũng vui vẻ, bảo em đi sớm về sớm, nếu có hết tiền tiêu vặt thì bảo tôi, để tôi đưa thêm, nhưng Khôi lại lắc đầu nói. Em còn tiền mà chị, hết em sẽ tự xin nên chị đừng lo. Ừ, đi xe cộ cẩn thận vào đấy, nhớ về sớm nha. Vâng, em biết rồi, thế chị ngày càng nói nhiều giống mẹ đấy nha. Thì sao, thích ý kiến à? Không, em làm gì dám ý kiến gì đâu. Mà thôi, em đi đây. Em trai tôi vừa ra khỏi nhà thì shipper đến lấy hàng, sẵn tiện mang theo 15 đơn hàng khách bom không nhận hàng qua cho tôi. Thế là nhìn đống hàng gửi đi thì phấn khởi ngập tràn. Còn số hàng hoàn về thì đúng là muốn khóc quá đi. Đã thế anh shipper còn trêu. Anh thấy hàng bên em là bị hoàn ít nhất rồi đấy. Buôn bán mát tay ghê. Anh cứ khéo động viên. Nhìn chỗ này là em biết, sắp em bị hoàn nhiều nhất rồi. Lát gọi vào số điện thoại của mấy đơn hàng không nhận này, chửi cho họ trận. Vâng, em cũng tính thế, mà sợ chưa chửi được câu nào, người ta đã chặn số máy của mình luôn rồi. Anh shipper nghe xong thì bật cười rồi nói. Thế nha, anh lấy đủ số đơn hàng em báo trên hệ thống rồi đấy. Anh đi đây. Vâng ạ. Nhìn anh shipper chở theo số hàng của mình rời đi, thì tôi mới yên tâm vươn vai,
xoay người qua trái qua phải để thư giãn cái tấm thân cật lực làm việc từ sáng đến giờ của mình, rồi mang mấy cái đơn hàng bị khách bom vào trong nhà. Để mấy nữa có livestream bán hàng thì sẽ để giá rẻ bán lại cho khách khác. Tôi bắt đầu dọn dẹp lại mọi thứ ở dưới tầng 1. Đang lau nhà thì thấy bố ở trên phòng đi xuống. Sau lưng ông đeo ba lô, tay thì xách túi đồ. Theo sau bố tôi là mẹ. Tôi tròn xoe hai mắt nhìn bố nói: "Bố đi đâu thế ạ?" "Bên kia người ta sửa xong nhà cho nhân viên rồi. Chắc là bố sẽ dọn qua đó ở luôn." Bố cũng vừa nói chuyện với mẹ con xong. "Cảm ơn ba mẹ con đã cho bố ở nhờ trong thời gian qua." Mẹ Quế đứng ở bên nhìn tôi khẽ gật đầu rồi nói: "Mẹ bảo với bố con rồi, khi nào rảnh ông ấy sẽ qua chơi." "Vâng, con hiểu điều đó mà." Bố đi đến nắm lấy tay tôi mà dặn dò: "Nhớ phải sống tốt đấy. Nhìn con làm lũ vất vả mấy năm qua, bố thật sự xin lỗi vì chả giúp được gì." "Bố xin lỗi, ngàn lần xin lỗi con gái à?" Nói rồi bố giang hai tay ra ôm chặt lấy tôi vào lòng trong sự xúc động, cùng lời xin lỗi luôn được bố tôi nói đến rất nhiều từ nãy đến giờ. "Bố xin lỗi, bố sẽ sớm quay về bù đắp lại cho con thôi." "Không sao đâu mà, con rất tự hào về bản thân của mình những năm qua, nên bố đừng nghĩ đó là cơ cực." Bố Hoàn từ từ buông tôi ra, đứng đối diện trước tôi cùng ánh mắt chất chứa nhiều cảm xúc khó diễn tả. "Con gái của bố lương thiện quá, sau này nhất định sẽ có một người đàn ông tốt, yêu thương nâng niu và trân trọng con." Không biết bố đang nghĩ gì, nhưng nhìn bố khiến tôi cứ có cảm giác lạ lạ rất khó diễn tả. Đâu phải là sẽ không thể gặp lại nhau nữa đâu, mà bố cứ nói như là cuộc chia tay không ngày gặp lại vậy. Bố cũng ôm chào tạm biệt cả mẹ tôi nữa. Tôi có bảo để tôi chở bố qua chỗ ở bên kia thì bố lắc đầu từ chối. Đứng nhìn theo bố dần đi xa khuất khỏi tầm mắt thì tôi liền bảo với mẹ: "Con cứ thấy bố cư xử lạ kiểu gì ấy mẹ ạ." "Mẹ cũng không biết nữa, chắc ông ấy thay đổi thật rồi." "Vâng, hy vọng là thế ạ." Tiễn bố đi rồi thì tôi quay lại tiếp tục công việc lau nhà còn dang dở của mình. Sau đó thì đi lên phòng nằm nghỉ. Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi tôi nhìn thấy tờ giấy để trên giường của mình. Cầm lên đọc thì ngỡ ngàng đến bất ngờ trước những dòng chữ bố để lại cho tôi: "Xin lỗi con gái rất nhiều. Bố hứa sẽ trả lại cho con tất cả vào một ngày không xa. Hy vọng con hiểu và thông cảm cho bố." Đọc những dòng trên mà tôi vẫn còn ngu ngơ chưa hiểu gì cả. Chỉ đến khi thấy chỗ tủ quần áo có phần vạt áo ở trong bị thỏ ra, mà tôi nhớ rõ ràng từ sáng đến giờ tôi đâu có lấy gì trong đó ra. Còn cả ngăn kéo bàn trang điểm nữa, tại sao lại đóng không khít gì cả. Sực nhớ đến 10 triệu hôm qua tôi rút về để trong đó, liền vội vàng đi lại mở ra, thì kết quả nhận được là còn đúng cái nịt. Linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi liền đi đến mở cửa tủ quần áo, phát hiện đồ đạc bên trong bị đảo lộn khá nhiều. Thứ tôi tìm đến đầu tiên là cái hộp gỗ để ở góc tủ ở trong, có chứa một số món trang sức tôi tự mua cho mình mấy năm nay. Miệng liên tục cầu mong mọi thứ tôi nghĩ là sai. Nhưng mà khi mở hộp ra thì có lẽ thứ niềm tin cuối cùng tôi dành cho bố cũng không còn nữa rồi. Hơn 5 chỉ vàng cùng sợi dây chuyền năm xưa Đình Nam tặng tôi đều biến mất. Tôi lắc đầu cùng bờ môi run run, ánh mắt hoảng loạn vì không thể tin vào mọi thứ đang diễn ra quanh mình. "Không, không thể. Bố không thể làm thế với con được." Lời vừa dứt tôi vội đứng dậy đi nhanh ra khỏi phòng mà lao như con thiêu thân xuống dưới nhà. Không dám kể chuyện này với mẹ, mà chỉ âm thầm lấy xe máy phóng qua chỗ làm của bố. Tôi phải nhanh lên trước khi ông ấy bỏ đi đâu mất. Qua đến nơi, tôi hỏi trực tiếp anh quản lý của nhà hàng, thì biết được bố tôi đã xin nghỉ từ hôm qua rồi. Sẵn sự hoài nghi trong lòng nên tôi hỏi luôn, việc ẩu đả lần trước ở nhà khiến bố tôi bị thương ở mặt, thì anh quản lý ấy nói không hề có vụ đó. Đặc biệt hơn nữa là chẳng có cái vụ tu sửa nhà gì ở đây cả. Chỗ ở của nhân viên nhà hàng vẫn rất tốt. Vậy thì rốt cuộc chuyện này là sao? Không lẽ toàn bộ những gì ông ấy làm trong thời gian qua cho chúng tôi chỉ là diễn kịch thôi sao? Đi ra khỏi nhà hàng, tôi tiếp tục ấn gọi cho số của ông ta.
Nhưng hình như ông ấy chặn số của tôi rồi thì phải. Tôi không thể gọi vào số đó được nữa. Chắc chắn ông ta đã âm thầm lên kịch bản để bước vào cuộc sống của tôi, rồi lén lút tìm kiếm và trộm đi những món đồ có giá trị. Càng nghĩ tôi lại càng thấy rùng mình run sợ. Hình như tôi lại quá ngu ngốc nữa rồi. Tôi đi lại hỏi bác bảo vệ làm cùng với ông ấy thì cũng chỉ nhận được cái lắc đầu không biết. Bác ấy bảo mấy hôm trước đó có vô tình nghe được bố tôi nói chuyện điện thoại với ai đó. Đại loại kiểu như van nài xin xỏ người ta thư thư nợ cho mấy hôm nữa các kiểu. Hóa ra là vậy. Có lẽ vết thương tối đó cũng là do bọn chủ nợ để lại. Ấy vậy mà tôi đã tin. Tin đến mức không chút hoài nghi mà còn lớn tiếng trách ông ấy không biết tự lượng sức mình. Nghĩ lại mới thấy tôi đúng là ngốc mà. Chỉ có ngốc mới hết lần này đến lần khác trao niềm tin cho ông ta. Ngồi trên xe máy trở về nhà, tôi khóc. Cũng chả hiểu sao nước mắt nước mũi nó cứ thi nhau chảy ra. Đến mức khi dừng xe trước đèn đỏ, tôi không kiểm soát nổi mà khóc thành tiếng luôn. Mấy người ở cạnh thấy thế liền đưa tay ra chỉ trỏ các kiểu. Nhưng mà tôi mặc kệ. Tôi của hiện tại thật sự đau lắm, uất lắm. Đèn đỏ dần chuyển màu qua xanh. Nghe thấy tiếng còi xe ô tô ở phía sau, khiến tôi vội đưa tay lên gạt nước mắt qua một bên, rồi phóng xe đi thẳng về phía trước. Về đến nhà, tôi đi một mạch lên phòng của mình, tự khóa trái cửa phòng mà nhốt bản thân mình bên trong, cùng một màn đêm tối bao phủ. Tôi ngồi thu mình tựa lưng vào giường cùng muôn ngàn câu hỏi vì sao. Tại sao bố tôi lại làm như thế với tôi? Nếu gặp khó khăn thì cứ chủ động nói với tôi, giúp được tôi sẽ giúp. Tại sao lại nỡ lòng nào làm ra chuyện đó chứ? Số vàng mà tôi có đều là tài sản tôi dành dụm tích cóp tự mua cho bản thân những năm tháng sinh viên vì đã cố gắng không ngừng nghỉ. Còn sợi dây chuyền của Đình Nam tặng nữa, đó là món quà đầu tiên anh ta tặng tôi. Càng nghĩ tôi càng thấy tủi thân mà ứa nước mắt ra. Tại sao cuộc đời tôi lại nhiều sóng gió như vậy chứ? Tại sao chính người thân bên cạnh tôi lại khiến tôi cảm thấy thiếu an toàn khi ở bên họ thế này? Cảm xúc lúc này của tôi, nó giống như đang cộng dồn tất cả sự bức xúc tủi hờn bao năm qua đều được bung ra. Đang khóc nức nở là thế thì màn hình điện thoại bật sáng cùng tiếng chuông quen thuộc thông báo có người gọi. Cầm máy trên tay nhìn thấy số Đình Nam gọi đến. Tôi định không nghe rồi, nhưng chả rõ làm sao lại ấn nhầm thành nghe máy. Nhìn thấy thời gian cuộc nói chuyện trên màn hình đang được tính giây thì tôi mới miễn cưỡng đưa máy lên nghe. Giọng Đình Nam ở đầu bên kia vang lên. Đang làm gì vậy? Cô ăn tối chưa? Đình Nam cứ hỏi, còn tôi thì chọn im lặng cho đến khi anh ta nói câu này. Muốn đi nhậu với tôi không? Tôi đang rảnh. Một gợi ý rất hay cho tâm trạng tôi lúc này nên tôi đã lên tiếng đồng ý. Được thôi, anh muốn nhậu ở đâu? Ra ngõ đi, tôi đang ở đầu ngõ nhà cô. Ừ, tôi ra ngay đây. Tắt máy xong, tôi đứng dậy bật đèn trong phòng lên. Nhìn bộ dạng nhếch nhác của chính mình trong gương khiến tôi khẽ nhếch mép một cái rồi lê từng bước chân nặng nhọc đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo hơn. Sau đó thì cầm theo điện thoại đi xuống dưới nhà. Tôi bảo với mẹ là đi ra ngoài ăn tối với bạn. Cũng may là mẹ đang nấu ăn trong bếp nên không có nhìn thấy đôi mắt có phần ửng đỏ của tôi. Đi ra đầu ngõ, nhìn thấy xe ô tô của Đình Nam trước mặt là tôi bước tới mở cửa xe ngồi vào ghế sau. Cứ nghĩ anh ta sẽ hỏi tôi tại sao lại ngồi ghế sau mà không ngồi ghế trước, hoặc không thì cũng sẽ hỏi muốn nhậu ở đâu. Ấy thế mà tuyệt nhiên không có hỏi bất cứ câu nào. Tôi ngồi vào xe xong thì anh ta cũng lái xe rời đi luôn. 20 phút sau, chúng tôi có mặt ở một quán hải sản. Tôi để Đình Nam gọi món, còn bản thân thì chỉ gọi đúng một thứ là rượu mà thôi. Đợi cho đồ ăn được mang lên, rượu được mang ra thì tôi cầm chai rượu rót đầy vào chén của mình, rồi đưa lên miệng uống một hơi hết luôn. Đang chuẩn bị rót tiếp để uống, thì bị Đình Nam ngăn lại, tự ý lấy đi chai rượu trong tay tôi. Ăn gì đó lót dạ đi, đừng có chỉ uống như thế. Không thích, trả chai rượu cho tôi đi. Đình Nam gắp đồ ăn bỏ vào bát cho tôi mà nói. Ăn đi rồi tôi đưa cho, thật chứ? Gật đầu. Tôi bắt đầu cầm đũa lên ăn, ăn được mấy miếng lót dạ rồi
thì Đình Nam cũng chịu trả lại chai rượu cho tôi cùng lời nhắc nhở. Uống ít thôi, cô mà say là tôi không đưa cô về đâu. Kệ tôi. Sau câu đó thì tôi chỉ có uống. Uống và uống cho đến khi bản thân dần nhìn nhận mọi thứ một cách mơ hồ. Tất cả sự phòng bị hay cảm xúc khó nói đều được tôi bộc bạch ra cùng cái giọng lè nhè đúng chuẩn của kẻ say. Hoàng Đình Nam này, anh có biết không? Tôi mới bị bố đẻ của mình lấy trộm mất hơn 5 chỉ vàng, 10 triệu tiền mặt cùng với sợi dây chuyền năm xưa anh tặng tôi đấy. Nói đến đây chưa gì tôi đã thấy khô họng nên lại tự rót cho mình một chén rượu nữa để uống. Uống xong tôi nhe răng cười một cái rồi lại tiếp tục kể. Anh biết là tôi đã buồn nhiều như nào không? Tôi không tiếc giá trị của chúng đâu. Mà tôi đau lòng vì đến cuối cùng thứ ông ấy chân quý nhất vẫn không phải là chúng tôi. Ông ấy chỉ tìm đến chúng tôi khi mà bản thân gặp khó khăn thôi. Tôi cười lắc lắc đầu mấy cái để tỉnh táo hơn. Chứ hai mắt tôi nó cứ muốn nhắm lại như đang thèm đi ngủ vậy đó. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình an thôi mà. Tại sao cứ hết sóng gió này đến sóng gió khác ập đến? Làm tôi bị tổn thương vậy hả? Lời vừa dứt thì tôi đã mạnh dạn chỉ thẳng tay vào mặt Đình Nam, lớn tiếng nói. Cả anh nữa đấy, anh cũng là người khiến tôi bị tổn thương. Tính cách thì quỷ dị khó ưa, lúc nào cũng bắt nạt tôi. Nói ra những lời này thì tôi ngồi bật khóc tu tu như một đứa trẻ, khiến cho tất cả ánh mắt của mọi người xung quanh đều phải tò mò mà nhìn về phía chúng tôi. Trong khi đấy Đình Nam lại tỏ ra vô cùng điềm tĩnh. Anh ta đứng lên đi sang ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh tôi, rồi cứ thế kéo tôi ôm chặt vào lòng, mặc cho tôi có ý đẩy ra thì người đó vẫn ôm tôi rất chặt. Ngoan, đừng khóc nữa mà. Tôi nhất định sẽ khiến cho em được sống một đời bình an. Được Đình Nam ôm vào lòng, hít hà chút hương thơm quen thuộc từ anh ta, khiến tôi thấy dễ chịu lắm. Miệng khẽ nức lên một tiếng rất nhỏ, rồi cọ cọ đầu mình vào vai anh ta, như tìm kiếm một chỗ tựa đầu, rồi hai mắt dần nhắm lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đình Nam im lặng ôm tôi hồi lâu, cảm nhận được sự yên tĩnh cùng hơi thở đều đều từ tôi, khiến anh nhẹ nhàng cúi đầu mình xuống. Chứng kiến cô gái thường ngày hoạt náo hay cãi lời anh thì nay lại ngoan ngoãn ngủ say như con mèo nhỏ vậy đó. Anh từ từ đưa tay trái của mình lên mà chạm nhẹ vào má cô, miệng anh vô thức mỉm cười. Cái đồ ham ngủ này, không sợ tôi làm gì xấu với em à? Dứt lời anh đưa tay lên ra hiệu cho một bạn nhân viên đang đứng gần đó tính tiền cho mình. Sau đó thì bế tôi lên đi ra xe ô tô để trở về nhà. Sáng hôm sau tôi thức dậy với cái cổ họng khát khô cùng với sự khó chịu cồn cào trong bụng. Đầu thì đau nhức khiến cho tôi nửa muốn tiếp tục nằm, nửa muốn tỉnh dậy để đi uống nước. Đấu tranh tư tưởng ít giây thì tôi chọn ngồi dậy với lấy chai nước gần đó để uống, rồi đưa tay xoa xoa hai bên thái dương. Quanh người nồng nặc mùi rượu khiến cho tôi sực nhớ về tối qua. Tối qua tôi nhớ là mình được Đình Nam rủ đi uống rượu, rồi sau đó như thế nào nữa thì tôi không nhớ. Cũng chả biết làm sao mình về được phòng. Bản thân đang cố nhớ lại mọi thứ thì tôi nghe có tiếng gõ cửa, giọng mẹ Quế vang lên ở bên ngoài. Thi Thi à, con dậy chưa? Dạ, con dậy rồi mẹ ạ. Mẹ tôi mở cửa đi vào và nhìn tôi lắc đầu ngán ngẩm. Con gái con nữa uống cái kiểu gì mà say bí tỉ thế hả? Mà tối qua con về nhà kiểu gì mẹ nhỉ? Sao con không nhớ gì hết vậy? Thì uống say quá rồi, làm sao mà nhớ được gì? Tối qua mẹ đợi mãi không thấy con về, nên gọi điện hỏi thì thấy có người nam nghe máy. Hỏi ra thì biết được con uống say, nên cậu ấy đang trên đường chở con về. Mẹ còn nghe bảo là con có chuyện vui nên mới uống nhiều như vậy. Thế rốt cuộc là có chuyện vui gì? Dạ ai bảo với mẹ là con có chuyện vui? Thì cái cậu đưa con về nói vậy đó. Cái tên Đình Nam này đúng là muốn trêu ngươi tôi đây mà. Rõ là buồn thấu ruột gan lại đi bảo tôi là có chuyện vui. Nhưng mà nếu không nói thế thì mẹ tôi lại lo. Coi như là anh ta đúng đi. Cũng không có gì vui lắm đâu ạ. Chỉ là lâu lâu gặp lại mấy đứa bạn nên con phấn khích uống hơi nhiều. Cái cậu hôm qua chở con về là bạn con đó hả? Mẹ thấy cậu ấy cũng ngoan lễ phép, lại rất tử tế đấy chứ. Vâng, bạn
bạn con đấy mẹ ạ. Ừ, qua cậu ấy là người cõng con về phòng đấy. Kể cũng tội cho cậu ấy. Sao tội hả mẹ? Con gái của mẹ nhẹ mà. Tại bị con nôn hết ra người chứ sao? Thật hả mẹ? Ừ, mẹ nói dối con làm gì? Ôi là trời, vậy là xong đời rồi đấy. Đời thủa nhà ai lại uống rượu say rồi đi nôn ra người sếp của mình không? Mà với cái tính cách của tôi thế nào cũng không tự chủ mà chửi anh ta mấy câu. Lý ra lúc đó tôi nên từ chối lời mời gọi của anh ta rồi rủ Trung đi uống cùng có phải tốt hơn không? Ít nhiều gì thì để Trung nghe tôi cảm giảm nói nhảm lúc say vẫn tốt hơn là để cái tên mặt lạnh khó ưa kia nghe. Đang ngồi thẩn thơ tự kiểm điểm bản thân thì mẹ tôi hỏi. Nay có đi làm không mà giờ này còn ngồi thơ thẩn trên giường? Dạ, có chứ ạ. Tôi cầm điện thoại lên xem giờ thì hết hồn mà lao xuống giường, vội vàng chạy nhanh vào nhà tắm để tắm qua vệ sinh cá nhân rồi còn thay đổi đi làm. Đến công ty thì bị muộn làm hẳn 20 phút. Vừa đặt cái mông xuống ghế thì cửa phòng làm việc Đình Nam mở ra. Anh ta xuất hiện ngay sau đó, cùng cái nhìn không mấy vui vẻ dành cho tôi. Mới đến hả? Vâng, chuyện tối qua tôi thành thật xin lỗi anh. Tôi cúi đầu đúng kiểu xin lỗi đầy nhiệt huyết và thành khẩn. Ấy thế mà anh ta lại đáp lại một câu xanh dờn, kiểu không có liên quan mấy đến mạch cảm xúc của tôi ấy. Tiền ăn tối qua hết 790.000. Hả? À vâng, tôi sẽ chịu một nửa. Không được, cô phải chịu hết chứ. Dù sao thì hôm qua tôi cũng đã rất vất vả mới cõng cô lên trên phòng, chưa kể còn bị nôn đầy ra áo nữa. Và thế là dù chỉ ngồi uống rượu là chủ yếu, chả ăn được mấy thì với những gì mình đã làm ra, nên tôi đành ngậm ngùi gật đầu. Tôi biết rồi, tôi sẽ trả tiền cho bữa ăn tối qua. Ừ, lát nữa tôi sẽ nhắn số tài khoản cho cô. Giờ thì cầm bản hợp đồng này qua đưa cho trưởng phòng kinh doanh. Vậy là coi như vụ say rượu tối qua đã được giải quyết xong. Thái độ Đình Nam với tôi cũng không quá gắt như tôi nghĩ, nên chắc là tối qua tôi không có làm gì quá đáng lắm đâu. Nhìn tôi cầm theo bản hợp đồng rời đi thì Đình Nam mới quay trở về bàn làm việc của mình. Anh nhớ đến tối qua, bản thân tình cờ đi qua con đường dẫn vào lối nhà cô nên đã dừng lại ở trước con ngõ nhỏ ấy. Kiểu như đôi khi ta sẽ dừng chân trước một nơi nào đó mà không nhất thiết phải có mục đích cụ thể nào cả. Ai mà ngờ lại trùng hợp gặp được cô đang phóng xe máy như con thiêu thân đi từ trong đó ra. Vì cảm thấy tò mò và có chút hiếu kỳ nên anh đã đi theo. Thấy cô dừng lại trước cửa một nhà hàng, anh cứ nghĩ là cô đi ăn cơ. Nào ngờ đâu vừa vào bên trong chưa được bao lâu thì cô đã đi ra. Sắc mặt thất thần cùng đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Anh đi theo cô, cùng cô dừng xe trước đèn đỏ và còn cả chứng kiến luôn được cảnh cô bật khóc nức nở giữa đường. Giây phút đó anh chỉ biết bất lực ngồi trong xe nhìn cô khóc mà thôi. Chưa từng nghĩ sẽ có chuyện khiến cô ngốc ấy phải khóc to giữa đường như thế. 3 năm trước, khi cả hai còn ở với nhau, anh nói gì cô cũng nghe theo, gọi dạ bảo vâng, tuyệt đối không có cãi lời cũng như phàn nàn bất cứ điều gì. Chắc do cô nghĩ mình đang được bao nuôi nên không có quyền bộc lộ những cảm xúc tiêu cực trước mặt anh, mà phải cam chịu kể cả khi cô rất mệt thì vẫn luôn chịu đựng những ham muốn của anh dành cho cô. Để rồi 3 năm sau, cô vẫn là cô gái giỏi chịu đựng, vẫn chỉ biết giấu kín những tổn thương mình gặp phải để khiến người xung quanh yên tâm về cô. Cô gái ấy đúng là ngốc mà. Nghĩ đến đây, Đình Nam lại tự trách mình vì sao không nhận ra điều đó sớm hơn. Bởi một cô gái ngốc nghếch lương thiện như thế thì làm sao có thể nhẫn tâm uống thuốc phá thai, bỏ đi đứa con của hai người được. Về phía tôi, sau khi đưa bản hợp đồng cho trưởng phòng kinh doanh xong thì nhanh chóng trở về chỗ làm việc của mình. Đến gần giờ nghỉ trưa, như thường lệ là tôi sẽ đặt cơm ở ngoài chứ không có mang cơm đi. Tại tôi lười nấu trước ở nhà lắm, thì bất ngờ Hoài Thương lại đến. Nhìn túi đồ cô ấy cầm trên tay, đoán chắc là mang đồ ăn cho Đình Nam. Cô ấy đứng trước mặt tôi, mỉm cười thân thiện nói. Anh Nam có ở trong không? Dạ có ạ. Hôm trước hỏi anh Nam thì biết được, chúng ta bằng tuổi nhau đấy. Cậu cứ nói chuyện thoải mái với mình thôi nha. Mình tên Hoài Thương,
làm việc tự do nên có nhiều thời gian rảnh lắm. À vâng, mình tên Thi Thi. Chúng ta làm bạn được không? Nếu cậu thấy cô gái nào có ý đồ tán tỉnh Cư Cẩm anh nam của mình thì báo cho mình biết để mình còn có biện pháp đối phó. Nhìn vào đôi mắt to tròn có chút ngây thơ thật thà của Hoài Thương mà tôi chỉ biết gượng cười. Không hiểu sao bản thân lại cảm thấy hơi lúng túng trong tình huống này. Chuyện này thì mình không chắc có giúp được không, tại nó liên quan đến quyền riêng tư của sếp nam. Hoài Thương bật cười nhìn tôi giải thích. Mình nói trêu xíu thôi, nhìn cậu khó xử thế này khiến mình buồn cười quá. Do bạn bè mình đa số đều đi du học với định cư ở nước ngoài, nên mình ít bạn ở Việt Nam lắm, gần như là không có luôn ấy. Vậy nên là mình mới có ý kết bạn với cậu. Nói xong, Hoài Thương đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ treo trên tay mà nói. Đến giờ nghỉ trưa rồi đó, mình mang đồ vào cho anh Nam đã. Ừ, cậu đi đi. Nhìn theo cô gái trước mặt biến mất dần sau cánh cửa, tôi nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong đầu thoáng nghĩ đến mấy thứ vu vơ, rồi lại vội vàng gạt nhanh nó ra khỏi đầu. Tôi hiểu rằng bản thân không được có những suy nghĩ đó. Thay vào đấy là luôn nhắc mình phải nhớ đến mục đích thực sự tôi vào làm ở đây là gì. Tối nay thì tôi có lịch đi tiếp khách với Đỉnh Nam nên đã gọi điện về báo mẹ trước để bà khỏi chờ cơm, rồi mới lên xe đi theo anh ta qua bên nhà hàng. Buổi gặp gỡ trao đổi với bên đối tác diễn ra vô cùng thuận lợi. Sắc mặt Đỉnh Nam cũng rất tốt, chờ đến khi bước ra khỏi nhà hàng, anh ta nhìn tôi bằng cái nhìn đầy dò xét. Gì? Anh nhìn gì? Tại sao với tôi thì cô toàn trừng mắt lườm nguyết các kiểu, còn với người khác thì cô đon đả tươi cười, gọi dạ bảo vâng thế hả? Thì họ là khách mà, muốn ký được hợp đồng thì phải niềm nở chứ. Thế tôi là gì của cô? Là sếp. Vậy sếp to hơn hay đối tác làm ăn to hơn? Tôi nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt mình, sao tự dưng anh ta toàn hỏi mấy cái linh tinh thế nhỉ? Lý ra vừa ký kết được hợp đồng phải vui chứ. Trả lời đi, tôi đang hỏi cô đó. Thì ai trả lương cho mình người đó to hơn, được chưa? Đình Nam mỉm cười, khẽ gật đầu tỏ ý hài lòng với câu trả lời của tôi. Anh ta bước về phía trước, còn tôi thì ở sau. Rồi bất ngờ từ đâu một người đàn ông chạy đến đẩy mạnh tôi ngã ra đất. Đình Nam nghe thấy tiếng hét của tôi thì ngoảnh đầu quay lại. Khi anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị một con dao trong tay gã đàn ông kia đâm trực tiếp về phía ngực. Người đó còn định rút dao ra đâm thêm nhát nữa thì bị Đình Nam giơ chân đạp mạnh mà ngã lăn ra đất. Tôi nhìn mọi thứ diễn ra trước mặt mà chân tay bủn rủn, hai mắt mở to nhìn con dao cắm trước ngực Đình Nam mà vội đứng dậy tiến về phía anh ta cùng tiếng hét lớn. Cứu! Có ai ở đây không? Cứu! Tiếng hét lớn của tôi đã thu hút được mọi người xung quanh đi đến. Kẻ đâm Đỉnh Nam cũng theo đó mà gấp rút lên xe bỏ chạy mất. Còn tôi thì đi đến gần quỳ gối xuống bên cạnh anh. Rõ là bản thân không được khỏe, nhưng vì để trấn an cô gái đang lo lắng run sợ trước mặt mình thì anh ta vẫn cố mỉm cười một cái mà nói với tôi. Không sao đâu. Tôi lắc đầu, cố gắng lục lọi tìm kiếm điện thoại ở trong túi sách, nhưng mà vì run quá, mọi thứ bất giác không theo ý muốn của tôi, nên đành phải nhờ người ở gần đó gọi cấp cứu. Tôi nắm chặt lấy tay Đỉnh Nam. Tay anh rất lạnh, khiến tôi phải kéo bàn tay ấy đưa lên sát gần miệng mình. Cố gắng dùng chút hơi ấm trong miệng phả ra, xoa dịu đi sự giá lạnh ấy. Xe cấp cứu đến, ngồi trên xe. Tôi vẫn nắm rất chặt bàn tay của Đỉnh Nam. Hai hàng nước mắt chảy dài xuống má, đều bị thu hết vào tầm mắt của anh. Nhưng tôi cũng mặc kệ, bởi tôi của hiện tại chả biết làm gì để giúp, ngoài sự bất lực đến bật khóc như lúc này. Trước lúc được đưa ra khỏi xe cấp cứu, Đình Nam có đưa tay lên chạm nhẹ vào má tôi, tay anh chạm đến dòng chảy nước mắt trên má tôi, mà gạt nó qua một bên, hơi thở yếu ớt nói. Đừng khóc, tôi sẽ không chết đâu. Dứt lời, bàn tay của anh buông xuống một cách từ từ, cùng nét mặt nhăn nhó vì đau đớn. Rồi cứ thế mà ngất lịm đi luôn. Đỉnh Nam, Đỉnh Nam à? Cứ như vậy anh nhanh chóng được đưa ra khỏi xe tiến thẳng về phòng cấp cứu. Tôi chỉ muốn nói là tôi ghét bệnh viện, ghét phòng cấp cứu.
ghét cái cảm giác phải ngồi chờ đợi mòn mỏi ở bên ngoài cánh cửa của căn phòng sinh tử ấy. Tôi bắt đầu cắn móng tay. Thay vì ngồi chờ đợi thì bản thân chọn đứng tựa lưng vào bức tường ở đó, miệng lẩm bẩm. Không sao, không sao đâu, nhất định anh ta sẽ không sao. Mày không việc gì phải lo sợ cả Thi Thi à? Anh ta nhất định sẽ không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Tôi cứ đứng như thế được một lúc thì thấy có tiếng bước chân vội dồn dập của ai đó đang đi về phía mình. Tôi đưa mắt lên nhìn thì thấy chủ tịch Bố Đình Nam, bên cạnh còn có một người phụ nữ đi theo. Ông Tân bước đến đứng trước mặt tôi. Đôi mắt ông ấy nhìn tôi có chút gì đấy tức giận mà lên tiếng. Đình Nam đang ở trong phòng cấp cứu hả? Tôi khẽ gật đầu. Vâng ạ. Cậu nói đi, đã có chuyện gì xảy ra? Dạ, mau nói đi. Thấy được sự mất bình tĩnh của ông Tân, người đàn bà đi cùng ông đến đây liền đi tới gần. Một tay nắm lấy khuỷu tay của ông, một tay đưa ra sau lưng ông ấy. Mình bình tĩnh đi nào, anh nói to quá, cô bé ấy sợ. Tôi cũng lên tiếng ngay sau đó. Dạ thưa chủ tịch, tối nay tôi với sếp Nam có buổi gặp khách hàng ký kết hợp đồng. Sau khi xong việc, vừa đi ra khỏi nhà hàng chưa lâu, thì bất ngờ có người chạy đến dùng dao đâm thẳng về phía sếp Nam. Ông Tân nghe xong thì liền lấy điện thoại từ trong túi quần ra để gọi cho ai đó. Nói chuyện với đầu bên kia được đôi ba câu thì ông ấy tắt máy, lặng lẽ đi lại ngồi xuống hàng ghế chờ. Tôi thì đứng im lặng, cúi gằm đầu xuống để suy nghĩ về những điều của riêng mình. Lúc lâu sau, cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra, trông thấy bác sĩ đi ra là ông Tân, bước đến hỏi bác sĩ ngay. Bác sĩ, con trai tôi sao rồi ạ? Vết thương khá nặng đấy, nhưng may mắn đưa vào viện kịp thời, nên hiện giờ đã qua khỏi cơn nguy kịch, người nhà có thể thở phào yên tâm được rồi. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Không có gì đâu, đây là trách nhiệm của chúng tôi mà. Tôi nghe được những lời này mà mừng rơi nước mắt, cảm tưởng bao gánh nặng lo toan được gỡ bỏ, khiến cho bàn tay đang nắm chặt lấy vạt áo của tôi cũng dần được thả lỏng ra mà buông xuống. Thấy mọi thứ đã ổn, có thêm mấy người nữa đến thăm Đình Nam nên tôi quyết định ra về. Dù sao thì anh ta cũng qua cơn nguy kịch rồi. Tôi ở lại cũng chả giúp được gì, sợ lại vướng tầm nhìn của người khác cũng nên. Bước từng bước rời đi, tôi có cầm điện thoại trong túi sách ra xem, thì thấy có mấy tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ của mẹ. Do tôi để im lặng nên không nghe được tiếng chuông. Thế là vội ấn nút gọi lại cho mẹ luôn. Mới có mấy giây kết nối mà ở đầu bên kia đã có người bắt máy luôn rồi. Thi Thi đây à con đang ở đâu? Sao giờ còn chưa về? Tôi đưa máy ra trước mặt mình để xem giờ thì chợt nhận ra giờ đã là nửa đêm rồi. Lúc nãy chắc lo lắng quá nên tôi chả thiết tha để ý đến giờ giấc nữa. Vội cầm máy áp sát lên tai để tiếp tục cuộc trò chuyện với mẹ. Dạ, con đang trên đường về rồi đây. Mẹ cứ đi ngủ trước đi nha. Hồi nãy có chuyện gì hả con? Sao mẹ gọi mà không thấy con nghe gì cả? Mẹ lo quá. Đi đâu về muộn cũng phải nhắn mẹ một câu chứ. Chắc là mẹ đã rất lo cho tôi, khi mà muộn rồi vẫn chưa thấy tôi về. Vâng ạ, con xin lỗi mẹ. Mẹ không có ý trách mắng mà chỉ muốn nhắc nhở con thôi. Mau về đi. Vâng, con về ngay đây. Kết thúc cuộc nói chuyện với mẹ, tôi bỏ điện thoại vào túi rồi bắt cho mình một chiếc taxi gần đó để trở về nhà. Về đến nhà thấy mẹ vẫn còn thức và đang ngồi ở dưới nhà đợi mình, khiến tôi thấy áy náy ghê. Mẹ ơi, con về rồi đây. Ừ, mẹ nhớ mọi lần đi tiếp khách nếu có về muộn, con đều sẽ nhắn lại cho mẹ. Lần này bận lắm hay sao mà mẹ gọi không thấy con nghe máy. Dạ, điện thoại con để chế độ im lặng nên không có biết mẹ gọi đến. Nói ra những lời này thì thấy ánh mắt mẹ tôi nhìn chằm chằm về phía cổ tay áo của mình. Tôi thấy lạ nên hướng mắt nhìn theo thì thấy có vết máu trên đó. Tay con bị sao thế kia? Vết đó nhìn như vết máu thì phải. Dạ, à cái này là sốt tương cà chua mẹ ạ. Lúc ăn con sơ ý để dính ra áo. Thấy mẹ vẫn còn chưa tin lắm nên tôi đành giả bộ ngáp ngủ một cái thật to. Con buồn ngủ quá rồi, con về phòng trước đây. Mẹ tắt điện dưới nhà rồi đi ngủ sớm đi nha.
Tôi cầm theo túi sách mà đi nhanh về phía cầu thang. Đi vào phòng khóa trái cửa xong thì tôi mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, đặt túi sách lên bàn mà nằm lăn ra giường. Qua này có nhiều chuyện xảy ra quá. Đầu óc tôi cứ luôn ở trạng thái căng thẳng đến mức muốn nổ tung ra. Đúng thật là một ngày dài mệt mỏi và khó quên. Buổi sáng hôm sau, tôi thức dậy với chút uể oải mệt mỏi trong người. Đưa tay chạm lên trán thì thấy khá nóng, cảm giác trong người không được khỏe, nên ăn sáng xong là tôi uống thêm viên thuốc cảm rồi mới yên tâm đi làm. Ở công ty nghe được tin Đỉnh Nam đã tỉnh nên tôi cũng mừng lắm mà chưa có vào thăm được. Chắc để tối xong việc trên công ty rồi ghé qua thăm một lúc cũng được. Tôi bận bịu cả ngày là vậy. Ấy thế mà tối đó có người vừa nhìn thấy tôi vào thăm thì tỏ ra rửng rưng ngồi trên giường bệnh, khuôn mặt không chút cảm xúc cất lời. Vào đây làm gì? Tôi đưa mắt nhìn quanh, thấy không có ai, liền thoải mái ngồi xuống chiếc ghế ở gần giường bệnh, nhìn Đình Nam mà cau mày. Vào thăm anh chứ còn làm gì? Nhìn anh khỏe mạnh như thế này thì chắc tôi yên tâm về được rồi. Tôi đứng lên tính trêu anh ta một xíu. Ai mà ngờ khi tôi vừa quay người đi thì Đình Nam khẽ kêu lên một tiếng. Tôi quay lại nhìn thì thấy anh ta đang dùng tay đặt lên chỗ vết thương trước ngực. Mặt nhăn nhó như muốn ám chỉ chỗ vết thương ấy đang rất đau. Chứng kiến cảnh này, tôi hoảng hốt ngồi xuống giường bệnh ngay cạnh chỗ anh ta, lo lắng hỏi. Anh bị sao vậy? Chỗ đó đau lắm hả? Để tôi gọi bác sĩ đến xem sao nha. Lời vừa dứt thì có tiếng phụt từ miệng Đỉnh Nam phát ra. Cố nhịn cười không thành nên anh ta chọn cách nhìn tôi với một nụ cười đắc ý và đầy khoái chí. Lừa cô đấy, thế mà cũng tin. Rõ là tôi chủ ý trêu anh ta trước, nhưng giờ bị trêu ngược lại khiến bản thân thấy rất bức xúc mà đứng lên. Lần này quyết tâm không có trêu nữa mà rời đi thật luôn. Ai mà ngờ cái khoảnh khắc tôi quay người rời đi thì nơi bàn tay phải lại bị một bàn tay khác nắm chặt lại. Tôi bị cái nắm tay đó làm cho giật mình. Tuy đã định thần lại và có ý giật mạnh tay ra, nhưng sợ ảnh hưởng đến vết thương của anh ta nên lại thôi. Cũng chính lúc ấy Đỉnh Nam bỗng kéo mạnh một cái, khiến tôi ngồi lại xuống giường. Cơ thể còn có chút nghiêng nghiêng một góc 45 độ như sắp ngã nhào về phía anh ta. Một tay tôi để gần bên hông trái Đỉnh Nam, tay còn lại thì bị anh ta kéo qua bên hông phải. Trong cái tư thế có phần vồ vập này, tôi ngẩng đầu mình lên thì vô tình chạm phải ánh nhìn của Đỉnh Nam đang cúi xuống nhìn mình. Nó thật sự rất gần, gần đến mức mà cảm nhận rõ được hơi thở đối phương đang phả vào mặt mình. Hai má tôi bắt đầu nóng. Trong suy nghĩ thì rất muốn đẩy người đàn ông trước mặt ra. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó ở kỵ lư gần như thế này, khiến tôi như kẻ bị thôi miên mà đứng hình tại chỗ hơn. Tôi còn nhìn ra được việc Đỉnh Nam đang tiến lại gần sát, kiểu như mũi sắp chạm mũi và môi sắp chạm môi, thì bất ngờ từ cửa phòng bệnh truyền đến giọng của Hoài Thương. Anh Nam ơi, em đến thăm anh rồi nè. Em có xin bác Tân tối nay cho ở lại đây chăm sóc anh rồi cơ. Nghe câu này xong thì tôi vội vàng đứng bật dậy một cách nhanh chóng. Hai má nóng ran cùng chút ngượng ngùng, chứ không có được bình thản đưa tay chạm nhẹ lên môi, cùng nụ cười nhếch mép như ai kia. Chắc là hình ảnh khi nãy đã bị Hoài Thương thấy, nên cô ấy có hỏi. Hai người vừa làm gì thế ạ? Khi tôi còn đang lúng túng chưa biết trả lời sao, thì phía Đỉnh Nam đã lên tiếng. À, mắt phải của anh thấy hơi khó chịu, như có thứ gì đó bay vào, nên nhờ cô ấy xem giúp. Ra là thế, vậy mà em cứ tưởng. Hoài Thương bước đến ngồi vào vị trí tôi vừa ngồi trên giường mà nói. Đưa đây em xem giúp cho. Hoài Thương có hơi nghiêng người qua phía Đỉnh Nam, chỉ tiếc là chưa kịp làm gì, đã bị anh ta ngăn lại. Không cần nữa đâu, mắt anh bình thường lại rồi. Dạ vâng, à mà tối nay em sẽ ở lại đây chăm sóc anh đó. Nếu cần gì anh cứ bảo với em nha. Em cũng mang chút đồ cá nhân qua đây rồi, dự là sẽ ở đây đến lúc anh ra viện luôn. Cảm thấy mình đã đến lúc phải rời khỏi đây, nên tôi chủ động đeo túi sách lên vai. Vui vẻ mỉm cười nhìn hai người họ, rồi bảo có chút việc cần về trước. Hoài Thương chủ động đứng lên tiễn tôi ra đến cửa phòng bệnh luôn. Chào tạm biệt tôi xong thì cô ấy có nói. Cảm ơn cậu đã đến thăm anh Nam. Không có gì đâu, đó là sếp của tôi mà. Ừ, cậu về cẩn thận nhé.
Tôi gật đầu rồi cứ thế bước đi. Những bước đi có phần nặng nhọc. Miệng tôi vô thức mỉm cười một cách đầy chua chát, như kiểu tôi vừa nhận ra một sự thật rất đau lòng thì phải. Ngày ở viện thứ hai của Đình Nam, tôi đến công ty thì biết tin đã bắt được kẻ dùng dao đâm Đình Nam. Thấy bảo kẻ đó là giám đốc cũ của một công ty sắp phá sản, vừa được tập đoàn Tân Hoàng mua lại vào tuần trước. Do trước đó từng bị Đình Nam từ chối hợp tác cùng, do nhận thấy tình hình công ty không ổn, khiến cho bên đó ghim hận. Hắn ta đã rình mò nhiều ngày rồi mới đi đến quyết định ra tay. Thế mới thấy được là khi mất tất cả thì con người ta có thể mặc kệ tất cả, bất chấp đúng sai để làm ra những điều điên khùng, miễn sao thỏa mãn được ngọn lửa hận thù trong họ. Về phía sức khỏe Đình Nam, anh ta hồi phục khá là nhanh chóng. Mới có ngày thứ hai sau mổ, đã kêu tôi mang laptop cũng như những giấy tờ cần giải quyết qua bệnh viện cho anh ta. Giờ thì hiểu tại sao những gia đình đó mãi mãi có tên trong hộ giàu rồi đấy. Tại bởi họ có những đứa con đam mê công việc, đến mức có thể làm việc bất chấp mọi hoàn cảnh. Để làm việc thì hỏi sao mà không duy trì sự giàu có được chứ. Nay vào viện thì tôi gặp chị Thúy cùng bé Mina vào thăm Đình Nam. Nghe bảo là con bé trốn học, cứ bắt mẹ dẫn vào thăm bố Nam bằng được thì thôi. Còn Hoài Thương thì có việc bận nên đã rời đi vài phút trước. Trước kia tôi cứ nghĩ chị Thúy có tình cảm với Đình Nam cơ. Nay nghe chị ấy trêu anh ta, tôi lại có suy nghĩ khác. Cụ thể là chị ấy bảo với Đình Nam. Em thấy cái cô bé Hoài Thương nhìn cũng được đó anh ạ. Anh xem xét thế nào rồi kết hôn sớm đi. Chứ cũng không trẻ trung gì nữa đâu. Mina dạo này đang thích có em để chơi cùng mình rồi đấy. Bé Mina nghe mẹ nhắc đến em chơi cùng liền bảo. Con muốn có em gái chơi cùng ạ. Đình Nam cười. Anh đưa mắt nhìn xuống bé Mina đang ngồi trước mặt mình mà vuốt nhẹ má một cái. Sau đó thì lại liếc nhìn qua tôi một cách đầy chớp nhoáng. Rồi bâng quơ đáp lời. Ờ, sớm muộn thì cũng phải lấy vợ thôi. Chỉ là chưa biết lấy cô nào. Mà nếu Mina thích có em gái thì em tính sao? Có định đi bước nữa không? Anh hỏi thật đấy. Thằng Vinh cũng mất một thời gian rồi. Em không thể ôm khư khư mãi những kỷ niệm về cậu ấy được. Nói đến đây thì sắc mặt tươi rạng rỡ của chị Thúy dần biến mất. Thay vào đó là sự ngưng đọng nơi cảm xúc, khiến cho nét bi sầu dần dần hiện hữu trên khuôn mặt ấy. Thứ chuyển đổi cảm xúc ấy diễn ra khá nhanh, rồi biến mất cùng nụ cười không chút giả chân. Chị Thúy nói, em cũng muốn thế lắm mà tìm mãi chưa gặp được người mang lại cảm giác an toàn cho em, giống như anh ấy. Đình Nam thở dài, đưa tay xoa xoa đầu cô gái trước mặt mình. Đồ ngốc, tại em không chịu mở lòng nên mới thế đó. Tôi ngồi ở bên nhìn cảnh này mà thấy ấm lòng trước tình cảm của họ ghê. Thứ tình cảm của một người anh trai dành cho cô em gái là điều mà tôi cảm nhận được rõ nét nhất lúc này. Đột nhiên bé Mina kêu muốn đi vệ sinh nên chị Thúy bế con bé xuống giường rồi dẫn vào nhà vệ sinh gần đó. Giờ chỉ còn lại tôi và Đình Nam. Tôi định hỏi anh ta xem có cần mình giúp gì không để còn về lại công ty thì Đình Nam lên tiếng hỏi tôi. Cô biết ước mơ của tôi là gì không? Tôi lắc đầu trước câu hỏi đầy lạ lùng này của Đình Nam. Tôi từng có suy nghĩ muốn trở thành người kế nghiệp bố, muốn được làm chủ tịch đứng đầu tập đoàn lớn, để cho người khác luôn phải nhìn tôi bằng sự kính sợ, nhất là những người từng đối xử tệ với mình. Vậy còn hiện tại thì sao? Anh vẫn còn ước mơ đó chứ? Không, đã từ lâu tôi không còn suy nghĩ đó trong đầu nữa rồi. Tôi của hiện tại và sau này chỉ muốn có một gia đình nhỏ, có vợ và những đứa con xinh xắn đáng yêu ở bên cạnh. Ước mơ ấy nghe thật giản đơn, bình dị, nhưng sao trong giọng nói ấy lại như đang nói ra điều gì đó quá xa vời vậy ta? Chẳng phải là chỉ cần kết hôn với một cô gái mà anh ta yêu là được rồi sao? Dù bình thường anh ta hay cộc cằn, khó tính, nhưng tôi có niềm tin ở anh ta sẽ là người chồng tốt để một cô gái may mắn nào đó lấy được anh. Tôi bảo với Đình Nam. Nhìn cách anh chăm lo cho Mina thì tôi đoán được sau này anh nhất định sẽ là một ông bố ấm áp, nhất mực yêu thương con cái. Đúng vậy, tôi coi con bé như con ruột của mình. Lâu lâu sẽ tự hỏi bản thân, nếu đứa con năm đó của chúng ta còn sống thì chắc giờ đã có thể lẽo đẽo,
chạy theo sau mà gọi Mina. Chị ơi, được rồi. Tôi cứ nghĩ là chỉ có mình hay nhớ về con mà thôi. Hóa ra Đình Nam cũng vậy, anh vẫn luôn nghĩ về con của hai đứa một cách thầm lặng như thế. Tự dưng tôi thấy sống mũi mình cay cay, hai mắt long lanh, thứ chất lỏng trực trào chảy xuống má. Cũng vào lúc đó thì bé Mina và chị Thúy từ trong nhà vệ sinh đi ra. Thấy họ tôi liền ngửa cổ lên một xíu mà chớp chớp nước mắt liên tục để ngăn cho không chảy ra ngoài. Kết hợp với hít thở sâu bình ổn lại cảm xúc. Ở bệnh viện thêm một lát thì tôi đứng lên xin phép trở về công ty để làm nốt công việc còn dang dở. Tối tan làm thì tôi có ghé qua tiệm trà sữa của Trung chơi. Thấy chủ quán kể là mới ra vị trà sữa nên muốn tôi qua uống thử xem thế nào. Đi từ cửa vào đã thấy rất nhiều shipper chờ lấy trà sữa. Khách ngồi trong quán cũng khá đông, đủ để thấy bạn tôi bán buôn tốt thế nào rồi đấy. Lúc này Trung đang đứng trao đổi công việc với bạn Thu Ngân. Thấy tôi đi vào, cậu ấy liền mỉm cười hỏi. Đến rồi hả? Ừ, vừa xong việc ở công ty là qua đây luôn đấy. Ngồi ghế đợi mình chút nha, đang bận xíu. Ok. Đợi tầm 15 phút thì Trung cũng xong việc. Cậu ấy đi ra ngồi xuống ghế đối diện tôi, nét mặt tươi tắn đúng chuẩn ông chủ quán trà sữa. Xin lỗi vì để cậu chờ lâu. Không sao, lát cho tôi một cốc trà sữa size L nhiều topping, thêm một phần bánh kem dâu miễn phí là được. Đơn giản, cậu muốn bao nhiêu trả được. Hồi chiều mình mới ghé bệnh viện thăm anh Nam, trông thấy anh ấy hồi phục khá nhanh nên cũng yên tâm. Ừ, chắc là ít hôm nữa sẽ được ra viện thôi. Mà cậu bảo có vị trà sữa mới cơ mà. Đâu, cho mình thử đi. Muốn vào pha chế cùng không? Có gì không biết tôi sẽ chỉ. Thật hả? Vậy thì vào việc luôn thôi. Mà nói trước là tôi hậu đậu lắm đó nha. Yên tâm đi, tôi sẽ đứng giám sát bên cạnh mà. Và thế là sau một hồi lâu đứng trong quầy pha chế, thì tôi cũng được cốc trà sữa mình vừa góp phần nhỏ công sức trong đó đưa lên miệng uống. Thấy tôi uống một ngụm rồi hai ngụm, mà vẫn chưa đưa ý kiến gì, Trung liền hỏi. Sao, cậu thấy vị này thế nào, ổn không? Ừ, ngon đấy. Ra bàn ngồi đi, để mình đi lấy bánh cho cậu. Ừ, mình biết rồi. Tôi mang cốc trà sữa đi ra chiếc bàn còn trống trước mặt ngồi xuống. Đợi cho Trung đi đến thì tôi có bảo cậu ấy. Này, kiếm gì ăn tối đi. Mình đang thèm gà rán với cơm trộn Hàn Quốc. Không phải ăn cơm mẹ nấu hả? Lâu lâu cũng phải đổi gió tí chứ. Với lại lúc qua đây mình có gọi bảo mẹ là không ăn cơm ở nhà rồi, tính rủ cậu đi ăn gì đó. Thế cũng được, để mình đặt họ ship đến đây cho. Không cần đâu, mình đang đặt đây rồi. Vậy thì nhớ đặt mình cơm trộn thịt bò nha. Ok. 20 phút sau, cầm miếng đùi gà rán trên tay, chấm thêm chút sốt cay kia nữa, rồi từ từ đưa vào miệng, cắn một miếng giòn rụm. Nghe vừa đã cái lỗ tai, vừa kích thích vị giác, khiến cho bản thân thấy ăn ngon miệng hơn. Tôi vừa nhai miếng gà trong miệng, vừa tấm tắc khen với Trung. Ngon nha, gà rán ở cái quán này đúng là chưa bao giờ làm mình thất vọng. Cơm trộn cũng ngon lắm đấy. Đâu, đưa mình thử miếng. Được Trung đút cho miếng cơm là tôi phải cắn ngay miếng gà để ăn cùng. Cảm giác hai món ngon, cộng hưởng lại trong miệng mình đúng là rất tuyệt. Ăn uống no nê xong thì tôi ở lại đến 9 giờ tối mới lấy xe đi về. Mấy nay có nhiều chuyện xảy ra quá nên tôi không có buôn bán gì cả. Tôi cũng đã gọi về cho người quen ở quê để hỏi xem bố tôi ông ấy có về đó không, thì chỉ nhận được cái lắc đầu nói không. Thấy bảo lúc chưa ly hôn thì ngày nào cũng có chủ nợ đến nhà. Ly hôn xong mỗi người bỏ đi một nơi nên cũng chả ai biết tung tích gì của họ cả. Gọi điện thì vẫn là không kết nối được. Tôi cũng không còn có ý định tìm kiếm ông ấy nữa rồi. Chỉ mong sao sau này đừng bao giờ tìm đến làm phiền cuộc sống tôi nữa là được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Nợ Em Một Đời Bình An của tác giả Lưu Hia. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo
cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.